Trong khi đó, liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria, quân đội chính phủ Syria đang chiếm được nhiều lợi thế sau khi đã giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện ở thành phố Aleppo sau những cuộc giao tranh với các tay súng thuộc nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Chiến thắng này rất quan trọng bởi nhà máy trên cung cấp điện năng cho toàn thành phố Aleppo, và việc kiểm soát khu vực này sẽ cho phép quân đội tiến sát vào các cứ điểm của IS tại Aleppo. Trước đó ngày 15 tháng 2, quân đội chính phủ Syria cũng đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy lực lượng này đã giành được quyền kiểm soát một số ngôi làng tại khu vực phía bắc Aleppo, qua đó tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành trì của phe phiến quân. Theo đó, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát tại quận Maskan trước khi tấn công vào làng Aras ở khu vực gần đó. Việc giành được chiến thắng tại khu vực chiến lược nói trên giúp quân đội Syria nối liền các khu vực do lực lượng này kiểm soát tại Nubul và Anzara với phần lãnh thổ phía đông.